Cô chào tất cả các em học sinh. Trong chương 5 ngành chân khớp, các em đã được tìm hiểu hai lớp, đó là lớp giáp xác và lớp hình nhện. Tiết học hôm nay các em sẽ tìm hiểu tiếp sang lớp thứ ba trong ngành, đó là lớp sâu bọ. Em hãy mở sách giáo khoa trang 86, 87 và 88. Lưu ý kết hợp những thông tin hình ảnh ở sách giáo khoa để cùng tìm hiểu bài. Lớp sâu bọ có số lượng loài lớn khoảng 1 triệu loài và có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong ngành chân khớp. Và trong các đại diện của lớp sâu bọ, chúng ta sẽ tìm hiểu đại diện điển hình, đó là con châu chấu. Thường chúng ta sẽ bắt gặp châu chấu sống ở những nơi nào nè? Thường thấy chúng ở đâu? Đây các em, thì chúng ta thường bắt gặp nó ở trên cánh đồng lúa, ngô vân vân. Trong bài này gồm có 4 nội dung chính. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung đầu tiên, đó là tìm hiểu về cấu tạo ngoài, khả năng di chuyển. Nội dung thứ hai đó là tìm hiểu về cấu tạo trong. Nội dung này là phần giảm tải, chúng ta sẽ thông qua nội dung này. Nội dung thứ ba đó là tìm hiểu về quá trình dinh dưỡng. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sinh sản và phát triển của châu chấu như thế nào. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, cấu tạo ngoài và di chuyển của châu chấu như thế nào. Em hãy quan sát hình 26.1 nhé. Các em thấy rằng là cơ thể của châu chấu được chia ra làm 3 phần rõ rệt nhé. Ký hiệu giới hạn phần A nè các em, đây là phần đầu. Phần thứ hai, phần B đó là phần ngực, và phần thứ ba, phần C đó là phần bụng nhé. Phần đầu thì chúng gồm có mang các phần phụ, đó là có một đôi râu nè, một đôi mắt kép, đây là cơ quan miệng nhé. Phần ngực các em hãy quan sát kỹ nhé, phần ngực của cơ thể gồm có 3 đôi chân đây các em nhé. Và đôi chân, lưu ý nè, đôi chân thứ ba phát triển còn gọi là đôi càng nhé. Cánh đây ha, gồm có 2 đôi cánh nha. Phần bụng gồm có các lỗ thở đấy các em, đây là các lỗ thở nha. Như vậy, đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung so với các lớp khác trong ngành chân khớp đó là gì? Các em lưu ý ha, là cơ thể của sâu bọ đã chia ra làm 3 phần rõ rệt: phần đầu riêng, phần ngực và phần bụng ha, gồm có một đôi râu, 3 đôi chân và 2 đôi cánh. Đó là ba đặc điểm để nhận ba đặc điểm cấu tạo bên ngoài để nhận diện một động vật thuộc lớp sâu bọ ha. Như vậy các em có thể liên hệ và tìm hiểu xem gọi là xung quanh nhà của chúng ta có những loài sâu bọ nào nhé. Về di chuyển thì châu chấu di chuyển như thế nào ha? Thứ nhất, nó có thể bò nè bằng 3 đôi chân của nó, hoặc nó có thể nhảy bằng đôi càng phát triển hay là đôi chân thứ ba của nó nhé. Và khi trưởng thành thì nó có thể bay bay bằng 2 đôi cánh nhé. Như vậy khả năng di chuyển của châu chấu rất là linh hoạt hơn so với các loài sâu bọ khác. Vì sao vậy mấy em? Ví dụ như so với các loài sâu bọ khác thì châu chấu di chuyển sẽ linh hoạt hơn nha. Đó là bởi vì các loài sâu bọ khác như là bọ ngựa, kiến, mối hay bọ hung vân vân chỉ có từ 1 hoặc là 2 khả năng di chuyển thôi nha. Đây là nội dung chính của phần 1. Các em hãy ghi nội dung chính này vào trong vở của mình nhé. Phần 2 đó là cấu tạo trong, đây là nội dung giảm tải cho nên chúng ta sẽ thông qua nội dung này. Chuyển sang phần 3, tìm hiểu về quá trình dinh dưỡng của châu chấu như thế nào nha. Em hãy quan sát hình 26.4, đầu và cơ quan miệng của châu chấu. So với các chân khớp đã học, đó là giáp xác và hình nhện đó, thì châu chấu có hệ thần kinh và giác quan phát triển. Các em quan sát đây là vị trí của đôi râu, hay còn gọi là râu đầu. 2 mắt kép nhé, và có 3 mắt đơn. Mắt kép và mắt đơn có vai trò gì nè? Mắt đơn thì giúp cho con vật phân biệt được sáng tối, còn mắt kép
Mắt ghép cấu tạo như thế nào? Gồm có nhiều ổ, còn gọi là diện mắt ghép thành tạo nên, làm cho con vật có khả năng nhận biết được nhanh chóng và rõ ràng sự di chuyển của kẻ thù nha. Và tiếp theo nha các em, đây mấy em, vị trí cơ quan thứ tư đó là môi trên, thứ năm đó là hàm dưới, sáu đó là tua hàm, và vị trí thứ bảy đó là hàm trên của cơ thể. Vị trí số 8 để các em đó là môi dưới của nó, và vị trí số 9 cuối cùng đó là tua môi nha. Đó là toàn bộ phần đầu và cơ quan miệng của châu chấu nha. Như vậy cơ quan miệng của châu chấu rất là khỏe và sắc nha, để giúp cho chúng gặm chòi và lá cây. Và đây là động vật phàm ăn thực vật rất có hại cho cây trồng nha. Và thức ăn được biến đổi và hấp thụ trong ống tiêu hóa như thế nào? Thì nhờ cơ quan miệng khỏe sắc, chúng sẽ gặm chòi và lá cây, thì thức ăn sẽ được tẩm nhiều nước bọt rồi tập trung ở nhiều nè, được nghiền nhỏ ở dạ dày cơ nè, rồi tiêu hóa nhờ enzyme do ruột thịt tiết ra nha. Và cử động hô hấp của chúng như thế nào? Bụng của nó luôn phập phồng để hô hấp, hít và thải không khí qua các lỗ thở ở mặt bụng, để các em hãy quan sát nhé. Đó là toàn bộ quá trình dinh dưỡng của châu chấu. Theo bộ phim tài liệu có thực của Mỹ, Châu chấu quá cảnh, giới thiệu năm 1875, miền Tây nước Mỹ đã xảy ra một trận dịch châu chấu lớn nhất và nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Loài châu chấu nuôi đá đã tạo thành dịch châu chấu này. Dịch châu chấu đã gây thiệt hại kinh tế vào khoảng 116 tỷ đô la Mỹ, nghiêm trọng hơn cả cơn bão Galveston lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Số lượng châu chấu nuôi đá rất đáng kinh ngạc, có khoảng hơn 12,5 tỷ số theo cách tính của Trung Quốc. Quy đổi theo đơn vị số lượng 1 tỷ số theo cách tính của Trung Quốc thì tương đương với 1.000 tỷ. 400 tỷ con châu chấu sa mạc trong đợt bùng phát này ở châu Phi tương đương với 0,4 tỷ số theo cách tính của Trung Quốc. Chuyến bay di trú của châu chấu núi đá phủ lên diện tích hơn 1.800 dặm. Nếu như mật độ của châu chấu là như nhau trong điều kiện lý tưởng, thì châu chấu sa mạc sẽ kéo dài trong khoảng 57,6 dặm. Tuy tuổi thọ của châu chấu chỉ khoảng 3 đến 5 tháng, nhưng khả năng sinh sản của chúng lại vô cùng mạnh mẽ. Đối với châu chấu mà nói, sống có nghĩa là tiếp tục bay, không dừng gặm thức ăn và sinh sản. Một con châu chấu cái trong đàn có thể đẻ khoảng 80 quả trứng mỗi ngày. Một đời nó có thể đẻ trứng 3 lần, và khoảng cách giữa mỗi lần đẻ trứng cách nhau khoảng 6 đến 11 ngày. Theo tính toán của Tổ chức Lương thực Thế giới, nếu như không kiểm soát được số lượng châu chấu sa mạc ở châu Phi lần này, thì sau 3 tháng nó sẽ tăng gấp 20 lần dưới điều kiện lý tưởng kéo dài 1.152 dặm. Sau 6 tháng sẽ tăng gấp 400 lần. 9 tháng sau sẽ bùng phát đến 8.000 lần. Số lượng đáng sợ trên chỉ là một phần thôi. Tiếp đó là tốc độ bay của châu chấu sa mạc cực kỳ nhanh. Một đàn châu chấu có quy mô bình thường thì mỗi ngày có thể bay tới 150 km. Tốc độ này tương đương với việc con người thi chạy nước rút 100 m chỉ với thời gian là 3 giây. Châu chấu tuy nhỏ nhưng sức mạnh lại lớn. Nó có thể dùng một chân nâng một vật nặng gấp 10 lần trọng lượng cơ thể của nó. Phương thức ăn uống và số lượng thức ăn của chúng cũng rất khoa trương. Không chỉ gặm thực vật, xác động vật và thậm chí đến cả quần áo của con người, chúng cũng không buông tha. Châu chấu con mới nở mỗi ngày có thể ăn số thức ăn gấp 3 lần trọng lượng của nó, tương ứng với thanh thiếu niên mỗi ngày ăn 180 cân tàu, tức là khoảng 90 kg thức ăn. Đàn châu chấu có quy mô 1 km vuông thì lượng thức ăn mỗi ngày sẽ tương đương với lượng thức ăn của 3,5 vạn người. Một đàn châu chấu sa mạc quy mô lớn mỗi ngày có thể ăn khoảng 8 tấn hoa màu, tương đương với lương thực cho 200 triệu người ăn. Cho dù là châu chấu sa mạc hay châu chấu núi đá, chúng từng là những sinh vật đơn độc và hiền lành, không có tính đe dọa. Sự thay đổi đột ngột của khí hậu và môi trường sống đã tạo điều kiện cho chúng sinh sản rầm rộ và có sức phá hoại cực kỳ lớn. Đây là nội dung chính của phần 3. Các em hãy ghi nội dung chính này vào trong vở của mình nhé. Chúng ta chuyển sang phần cuối cùng, sinh sản và phát triển của châu chấu như thế nào. Các em hãy quan sát hình 26.5, sinh sản và phát triển biến thái của châu chấu như thế nào. Châu chấu phân tính
có châu chấu đực và châu chấu cái riêng biệt. Nha. Tuyến sinh dục của nó là dạng chùm và tuyến phụ sinh dục dạng ống. Trứng sẽ được đẻ thành ổ nằm ở dưới đất hay là nằm ở trong đất để các em quan sát ha. Đây. Và khi châu chấu non nở ra đã giống với con trưởng thành nhưng nhỏ nè, kích thước nhỏ hơn đó và chưa có đủ cánh, phải nhiều lần lột xác mới trở thành con trưởng thành. À, đó là hình thức biến thái không hoàn toàn. Nha. Đây các em quan sát hiện tượng lột xác ở châu chấu. À, nó sẽ cởi bỏ lớp vỏ cũ và hình thành nên lớp vỏ mới vừa vặn hơn so với cơ thể. Như vậy, vì sao châu chấu non phải lột xác nhiều lần mới lớn lên thành con trưởng thành? À, câu hỏi này chúng ta cũng đã gặp ở lớp giáp xác, chúng ta đã tìm hiểu rồi, đúng không nào? Bởi vì đó là vỏ cơ thể của nó bằng chitin kém đàn hồi, có nghĩa là nó không lớn theo kích thước của cơ thể. À, cho nên nó phải cởi bỏ lớp vỏ cũ để hình thành nên lớp vỏ mới vừa vặn hơn. Và trong thời gian nó hình thành nên vỏ mới thì cơ thể của nó lớn lên một cách rất là nhanh chóng nha. Thì nó giống với lại vỏ của giáp xác nha các em. À, đây là nội dung chính của phần sinh sản và phát triển. Các em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình nhé. À, đến đây các em đã tìm hiểu xong bài 26 nha. Về cấu tạo di chuyển của châu chấu nè, cách dinh dưỡng và sinh sản phát triển của nó như thế nào. Và các em lưu ý nha, ba đặc điểm để giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung qua hình dạng cấu tạo bên ngoài. Đó là, đây các em, cơ thể có ba phần rõ rệt, đầu, ngực và bụng, gồm có một đôi râu, ba đôi chân và hai đôi cánh nha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em lưu ý nè, ghi đầy đủ nội dung bài học theo yêu cầu học bài và nhớ nhé, đọc mục em có biết ở sách giáo khoa trang 88, làm câu hỏi 1, 3 ở sách giáo khoa vào trong vở của mình, chuẩn bị bài 27, đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ. Cô mến chào tất cả các em.